Thưa quý vị, gần đây có rất nhiều nhân vật nổi tiếng trong giới nghệ sĩ và doanh nhân Trung Quốc bị chính quyền bắt giữ. Họ liên quan đến các vấn đề vi phạm pháp luật như trốn thuế hoặc thực hiện các giao dịch ngầm, trái pháp luật. Lý Ai Khanh là một trong những nhân vật chính của tin tức hôm nay. Ông là chủ tịch Capital Group, nhưng từ tháng 5 năm 2020, Lý Ai Khanh đã dừng nắm giữ các chức vụ tại tập đoàn này. Tháng 7 năm 2021, Lý Ai Khanh bị xem xét kỷ luật và điều tra giám sát. Đến tháng 3 năm 2022, vụ án của Lý Ái Khanh có kết luận chính thức là vi phạm pháp luật, nhận hối lộ, giao dịch ngầm. Lý Ái Khanh sau đó đã bị khai trừ ra khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và đồng thời khai trừ khỏi Hội đồng Quản trị Capital Group. Tuy Lý Ái Khanh đã bị bắt một thời gian nhưng mới đây lại rộ lên tin đồn Lý Ái Khanh là kim chủ chống lưng đằng sau cho Tiêu Chiến. Một số tài khoản nói rằng vì kim chủ ngã ngựa nên Tiêu Chiến dạo gần đây mới ít đi sự kiện, thậm chí cũng chưa thấy anh vào đoàn phim mới. Một số tài khoản khác thì cho rằng nếu nói về kim chủ thì Lý Ái Khanh phải là kim chủ của Vương Nhất Bác mới hợp lý. Bởi vì Lý Ái Khanh có quan hệ hợp tác làm ăn cùng tập đoàn Alibaba, tập đoàn Alibaba lại nắm giữ 15% cổ phần của Nhạc Hoa, hơn nữa còn đầu tư vào bộ phim điện ảnh Trường Không Chi Vương. Sự việc khiến quảng trường của Lý Ái Khanh dồn dập những bài đấu khẩu qua lại giữa người hâm mộ của Tiêu Chiến và người hâm mộ của Vương Nhất Bác. Có một đoạn tin nhắn được lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc. Nội dung của đoạn tin nhắn này nhắc đến việc khi bị bắt, Lý Ái Khanh đã thú nhận tên người bạn trai của ông ta. Về nội dung đoạn chat này có hai phiên bản. Một phiên bản nhắc đến tên viết tắt của Tiêu Chiến, một phiên bản nhắc đến tên viết tắt của Vương Nhất Bác. Một nội dung nhưng lại có hai phiên bản khác nhau. Hơn nữa, Lý Ái Khanh đã bị bắt từ lâu, tại sao đến bây giờ mới dấy lên những tin đồn này? Phải chăng có bên thứ ba thứ tư nào đó đã mượn gió bẻ măng, lựa theo bê bối của Lý Dịch Phong để dắt mũi quần chúng ăn dưa, nhằm kéo theo cả các ngôi sao lớn cùng sập phòng? Trong cuộc tranh cãi này của người hâm mộ, cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều không có lợi. Tôi nghĩ rằng các bên nên bình tĩnh, tránh để bên thứ ba, thứ tư được hưởng lợi. Bằng chứng là Vương Nhất Bác đang nhận được rất nhiều tài nguyên uy tín. Nếu kim chủ sập phòng thì Vương Nhất Bác cũng không thuận lợi nắm bắt tài nguyên nhiều đến vậy. Còn về phía Tiêu Chiến, nhìn sơ qua cũng biết Tiêu Chiến rất thận trọng trong từng bước đi. Rõ ràng không hề có kim chủ chống lưng phía sau. Trong những bức ảnh, Tiêu Chiến đang được một người đàn ông chăm sóc chu đáo. Một số cư dân mạng Trung Quốc cho rằng đó chính là Lý Ái Khanh. Nhưng thực ra người bên cạnh Tiêu Chiến là nhân viên hóa trang Trương Thanh Tuấn. Trương Thanh Tuấn đang chỉnh trang lại cho Tiêu Chiến ở phim trường, quãng đời còn lại xin chỉ giáo nhiều hơn. Nhìn sơ qua cũng biết, những bức ảnh được tung ra là tạo hình của Tiêu Chiến trong bộ phim Dư Sinh. Lý Ái Khanh đã bị bắt từ tháng 3 năm 2022. Nếu Tiêu Chiến được Lý Ái Khanh chống lưng, thì thợ săn ảnh và blogger chắc chắn đã tung tin này ra từ lâu. Người bên cạnh Tiêu Chiến là stylist Trương Thanh Tuấn. Anh là stylist cá nhân đã theo Tiêu Chiến từ những ngày mới nổi đến tận bây giờ. Để đáp lại những tin đồn ác ý và bị đặt về Tiêu Chiến, tài khoản Tôm Béo đã kêu gọi tất cả người hâm mộ hãy bình tĩnh và tập trung vào bản thân, đừng để bị kích động. Đồng thời họ sẽ liên hệ với phòng làm việc của Tiêu Chiến để thu thập chứng cứ và khởi kiện những kẻ tung tin đồn ác ý. Cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều bị lôi vào quả dưa này. Hơn nữa, lại trong thời điểm cư dân mạng Trung Quốc đang rất nhạy cảm với các bê bối tình ái của các sao nam. Hãy thử đặt câu hỏi tại sao tin đồn lại xuất hiện đúng lúc này. Sự việc hiện nay chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Một lần nữa tôi hy vọng hai nhà bình tĩnh, tránh để bên thứ ba trục lợi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại trong các tin tức sau.